Xin chào mọi người, em lên video tiếp theo nhé, video số 619. Thì lô này em giới thiệu với mọi người lô cần câu Nhật Bản nhé, bao gồm 19 mã như thế này mọi người, 19 mã. Và em có hai cái hộp mồi câu như thế này. Thì em giá em báo ở trên video này là chưa bao gồm phí vận chuyển, phí ship của đơn cần sẽ là 30.000 một đơn nha mọi người. Mọi người đi từ hai sản phẩm hoặc mua hàng chuyển khoản thì em bao ship ha. Rồi có nhu cầu đặt hàng gọi giúp em vào số 0932455407 hoặc nhắn qua Zalo giúp em nhé để em chốt đơn. Mọi người nhắn giúp em video lấy hàng ha. Đây là video số 619. Rồi em đi vào mã đầu tiên này, mã số 1. Số 1 này em có một cái đây cái hộp này cái của Daiwa mọi người nhé, màu trắng ạ. Đây qua màu trắng còn đẹp ha, nó bị dạ bấm bẩn cái này về lau là sạch ha mọi người. Đó, hàng của đây qua hộp bên trong như thế này, nắp gương đây, trong là chất liệu nhựa nhá, nhựa. Đấy, thì em đo kích thước luôn này, dọc này là 20 nha mọi người, bề của nó là 20 và bề này là 18 nhé, 20 x 18, cao của nó là 11. Đó, cao của nó là 11 nha. Đó, cái thùng nhỏ như thế này của Daiwa nhé mọi người, hộp của Daiwa. Giá cái túi này là cái hộp này là 300.000 nhé, mã số 1 ạ. Mã số 1 mọi người cứ nhắn em là mã hộp trắng ha. Cái này là hàng Daiwa của Daiwa xuất Nhật ha. Giá là 300, hộp trắng. Rồi cái hộp mà số 2, cái này là hộp mồi câu, hộp mọi người đựng mồi hàng của Nhật nhé, Apia của Nhật này. Cái này là ở trong này á, là nó có 4 ngăn, hộp này chắc chắn lắm nha. Trong đây nó có mấy con mực này mà em thấy nó cũng bị, tại vì nó về là nó nằm ở, mấy con này nó nằm trong cái hộp này thì em bỏ y như vậy luôn mọi người nhé. Có con được, có con này, con lớn này nó bị rách rồi này, người ta móc lưỡi bị rách này. Hộp 4 ngăn dài dặn lắm, màu đỏ như thế này. Túi này là túi hộp này là hộp của Nhật nhé mọi người, chất liệu rất là chắc chắn dày dặn nhé mọi người, đừng mồi câu. Hộp này hộp đỏ giá là 100.000, hộp đỏ nha, giá là 100k. Rồi tiếp theo em đi vào em có thêm mấy cái cán vợt này, ở đây còn ba cái cán mọi người, ba cán vợt nhé. Cán vợt này thì mặt nó không tháo rồi được ạ. Cán này có thể ba cái đều giống, đều nó cái mặt nó hơi khác một xíu thôi, còn cái cán nó giống nhau nha. Cán này cán nhôm, mở dài nhất rồi, dài này tầm khoảng bái cán này thì nó tương tự nhau nhé. Em đo một cái thử cho mọi người xem thôi. Cái cán này là nó là kéo hết ra nó là 2m1 nha mọi người, kéo hết ra là 2m1 là cả mặt vượt cán bằng nhôm ạ. Đây. Đường kính của mặt vợt này là 36 cm nha, 36 cm, cán của Nhật nha mọi người. Vành vợt còn rất là chắc chắn, vành nhôm không tháo rời được nha. Đó, cán nhôm như thế này, phần góc này. Thì chiều dài thu gọn của cái này bao gồm cả mặt thì nó sẽ là 1m3, kéo dài ra hết là 2m1 nha. 200.000 một cái ạ. Em có 3 cái tất cả nha, 200.000. Đây là cái cán vượt. Rồi cái này cũng như vậy nhé, tình trạng cũng tương tự ạ. Cái này nó bẩn thôi mọi người nè, nó bẩn thôi nha. Còn cái đường kính mặt vượt ở đây cũng là 36 cm, cũng như cái kia thôi. Đó, cũng mở ra được ở đây nhé mọi người. Giá cũng là 200.000. Cán số 2, nói chung là hai cái như nhau nhé. Rồi cái thứ 3, cái thứ ba này là cũng là 36 cm, đường kính mặt vượt như vậy mà cái lưới của cái này thì nó xưa hơn, lưới nó không rách gì hết mọi người nhé. Đó, cũng không tháo rời được và cái này thì có mở ra được nha, vặn này rút dài ra được. Đó, phần cán như này cũng là 200.000, cán số 3 nhé, cán vượt mã số 3, có 3 cái, còn 3 cái như vậy thì khách lấy cái nào nhắn em nhé. Rồi em đi vào giới thiệu cần này, mã số 1. Số 1 là em có một cái ISO khoen nhỏ, cái này là một cây cần của Wick nha, chiều dài là 3m và độ 1.5. Cái này thì phần góc đây ạ, góc ở đây nó bẩn lắm mọi người,
Đó, nó bám cái lớp nhám ở đây, nó có bám bẩn nha, nó cũng có trầy. Góc là 17 ly ha, góc là 17. Pad Fury này, Pad Fury FS6 có tróc sơn, dài 3m, đọt 1.5. khoen cần là khoen Fury, khoen cần là khoen Fury loại xứ xám ha mọi người. Đọt này là 0.9 ly, đọt 0.9 ly nha. Đọt cần màu đen như thế này. Thì cây này em báo luôn á mọi người, tại vì cái dòng này nè, cái hãng quýt một của cái loại cây này thì em bán nhiều cần rồi. Thì những cây nguyên bản á, thì đọt nó sẽ là màu trắng cùng màu với lại các lóng bên trong ở đây luôn. Nhưng mà cái cây này thì đọt nó lại màu đen. Thì hàng về nó như vậy rồi mọi người. Chiều dài em đo cũng là đúng 3m nhé, cũng là đúng 3m, thông số 1.5 thì cũng tương ứng, cũng tương ứng với cái độ cứng này. Nhưng mà đọt này là em nghĩ người ta thay ngọn á mọi người, nên là em để giá này, em sẽ sell cây này để cho mọi người lấy nhé. Thì các lóng bên trong còn đẹp nhé, tình trạng thì nó bị lai ngọn, em thấy màu không giống những cây cần trước em đã bán. Thì em báo luôn để mọi người biết và mọi người xem kỹ rồi mọi người lấy ha. Đây, phô lóng còn đẹp, ok, còn không có lỗi gì hết nhé. Ngọn thì nó lai ngọn. Tổng thể đây là mã số 1, 106g, rút gọn là 80cm, chiều dài là 3m, độ cứng 1.5, giá 350.000. Đo thực tế cũng là 3m luôn á mọi người, giá 350 mã số 1 ạ. Mã số 2 là một cây cần Ikada nhé. Cây số 2 là cây Ikada rút. Cái này dài là 1m8, một cây cần hàng nội địa. Đây ạ. Dài là 1m8 này, Ikada rút như thế này ha. Nó chui đây. Cái này thì nó sẽ là dạng rút hai lóng và đọt ở trong như thế này, rút lên nha, dưới lên. Nó có chui vặn. Pad Fury. Pad là Fury FS6, chiều dài là 1m80 ạ. À, cái này là bẩn mọi người này. Đấy, cái này nó không phải trầy nhé. Đó, mọi người thấy em cạo là được này. Cái này em chưa lau, em sẽ lau xong. Bám bẩn thôi. Khoen cái nó là khoen Fury, nó có hai khoen. Hai khoen ở phần gốc, cần khoen Fury thứ xám và trên ngọn của nó đây. Ngọn của nó cũng là ngọn phần khoen dẫn Ikada như thế này ha. À, đọt này là đọt tháp, người ta tháp vị trí đây lên này. Đó, ở trên phần trắng này là sợi thủy tinh, dưới là carbon nhé mọi người. Dài là 1m8 ạ, cần rút hai lóng dạng Ikada, mã cần là mã số 2. Số 2 này thì nó có cân nặng là 96g, rút gọn 102cm, giá 500.000 ạ, mã số 2, giá 550. Tiếp tục em lên mã số 3. Số 3 là một cây Ikada nhé, cây này là một cây cần hàng nội địa nhé, và gốc của nó là dạng gốc trúc thật, hàng nghệ nhân, gốc trúc thật, phôi của cần á. Cái này cái phần trên là carbon nhá, sakura, còn cái phần ở dưới này này là gốc trúc thật nha mọi người, cán u nần như này đây. Pad Fury. Cái này thì dạng cần ráp khúc. Ráp hai lóng, chiều dài là 1m8. Cái này khoen của nó là khoen Fury xích nhá, ở gốc nó có là hai khoen Fury xích này. Khoen xích gold nó là đẹp. Màu của nó là màu carbon, màu giả trúc, và ngọn của nó đây ạ. Cái này ráp khúc. Đây, cái đọt của nó đây ạ, đọt này đọt đặc nha mọi người, đọt đặc. Đó. Ngọn là khoen dẫn nhỏ như thế này. Đó, khoen dẫn nhỏ ở trên ngọn nhé. Cái này ngọn khá là đẹp. Ikada. Chiều dài là 1m8 nha, cây này là mã số 3, cân nặng của nó là 146g và giá là 800 ạ. Mã số 3 này giá 800 nhé. Gốc là trúc thật, còn phần cán là trúc thật, còn phần trên là carbon nhé. Khoen xích gông, giá 800, mã số 3. Rồi tổng thể cần đây ạ. Tiếp theo mã số 4 này. Số 4 thì em có một cây cần lua. Cần lua của đây qua, cây này nó bị lỗi hụt ngọn nhé. Bị lỗi hụt... một khoảng 8cm ngọn. Đây, cây này là một cây cần của Daiwa, cán hở như thế này. Phát đây, phát vặn, hãng Daiwa Cross Big. Daiwa Cross Big này, dài là 1m98, bây giờ còn 1m9. Độ cứng ML. Độ cứng ML nha mọi người, lua của nó là từ 5 tới 21g và lai là 4 tới 10lb nhé, tải dây 4 tới 10lb. China xuất Nhật, một cây cần của hãng Daiwa Cross Big.
khoen của phôi của nó là phôi xoắn và khoen của nó là khoen Fury nha mọi người. Khoen Fury đây ạ. Và ngọn cần đây. Bu cũng là bu Fury nhé. Cái này thì bên em đã lắp lại bu Fury rồi. Dài thực còn 1m9 nha. Thì cứng bây giờ đồ tương ứng là tầm khoảng M, đọt là 2.2 ly. Đó, cứng tầm khoảng M nha. Tổng thể hai khúc như thế này. Mã cần là mã số 4, trọng lượng 102g, dài 1m9 và giá 500.000. Mã giá là 500.000 mã số 4. Mã số 5 là một cây hai chi. Cây số 5 là một cây cần hai dòng cần câu bè, hai khúc chiều dài là 2m1. Ở cây này thì phần đọt của nó sẽ có độ cứng tầm khoảng cứng 15. Đây đọt của nó là dòng đọt tháp sợi thủy tinh nhé, độ cứng tầm khoảng 15 nhé mọi người. Đây. 15 tới 20 gì đó nha. Phần chui này. Phần cán cuốn nhựa bán là Fury Stanley. Cán Fury Stanley đây. Cái này phôi màu sơn mài ha, dài 2m1. Cần carbon nha mọi người. Khoen của nó là khoen Fury này. Khoen Fury nhé. Khoen Fury xứ xám. Phần ngọn đây ạ. Cần có màu đen hết đây. Tất cả là khoen Fury. Nó tháp từ vị trí ở đây lên đó mọi người. Tháp sự tinh nguyên bản tháp nha. Còn cần dòng này, thường thường dòng này là cần tháp hết đấy. Dòng cần bè này là cần tháp hết. Ngọn là 1 ly 2. Nó có độ nảy ở trên phần ngọn cần. Dài là 2m1, cứng tầm khoảng 15 thôi. Cái này từng khoảng 15 thôi. Trọng lượng của cần là 184g, giá 550.000 ạ. Giá 550, mã cần số 5 ạ. Cần số 6 là cây lua, máy ngang 1m8. Cây này thì hai khúc 1m8 và độ cứng ML, màu của nó là màu bã trầu. Phần góc đây. Tay cầm cán mút xốp, cây này của Bra gì đây này. Đó. Bắt vặn nhé, cần máy ngang nhé mọi người. Cây này độ cứng là ML, dài là 1m8, 602 đây. Cái này phần góc này nó làm phôi carbon hai da nhé. Màu chủ đạo ở trên đây nó sơn rồi. Khoen Fury lõi xứ xám. Ngọn cần đây ạ. Bu đây. Rồi bu Fury. Cần này nguyên bản nhé. Có bong tróc ở cái phần thông tin một chút thôi. Đọt cái này em đo được là 2.3 ly. Đọt là 2.3 ly. Nó hơi bong tróc ở đây xíu thôi mọi người này. Còn phô trên cần cũng còn khá là ok nhé. Tổng thể đây dài là 1m8, cần máy ngang, hai khúc, độ cứng ML, mã cần số 6, trọng lượng 110g, giá 500.000. Mã số 6 giá 500 ạ. Tiếp tục mã số 7. Số 7 thì em cũng có một cây cần câu bè, cây này thì là dạng cần một khúc máy ngang ạ. Cây này á phôi đẹp, khoen đẹp, nhưng mà cây này kiểu dáng cũng đẹp, nhưng mà cái phôi của nó có trầy xước, em sẽ review kỹ mọi người xem ha. Cần câu ghe câu bè, phần góc đây, phần cán này. Bát Fury, khoen Fury. Bát vọng Fury nhé. Đây cây này là của hãng, cái hãng này mọi người. Đây là Vintage Shop 160, chiều dài là 1m6, cần nguyên bản nha. Nhưng mà phôi thì nó có một vài điểm trầy. Min Crop này, mã code đầy đủ. Đó, mã code đầy đủ phôi, đây là phôi hai da nha. Cây này là phôi hai da xoắn, ở trên thì người ta sơn á. Khoen nó là khoen Fury hết, tất cả là Fury loại đá xám. Đây nó có điểm trầy của cần đó mọi người. Cái này là nó trầy cái lớp sơn bạc bên ngoài đây, để em view kỹ cho mọi người xem. Đây, nó lộ cái phôi carbon bên trong nhé, cái này ở trong là phôi hai da. Còn ở ngoài nó có lớp một cái lớp sơn bạc ở đây này, nó phủ lên. Cái này nó trầy xước nhé, trầy xước tróc sơn vị trí đây. Còn phôi ở dưới của nó là phôi hai da như thế này. Chủ yếu trầy đây nhiều nha. Đó, mọi người xem. Rồi, tất cả là khoen Fury hết mọi người nhé. Đó, những trầy của nó đây. Còn ở trên đây nó rất là nhiều khoen. Đầu bu cũng vậy, bu của nó là Fury. Bu Fury xích nha. Bu Fury xích. Cần máy ngang nhé mọi người. Đọt á, là 1 ly 6, dài là 1m6 nha. Ngọn này.
Mã này á, là mã số 7, trọng lượng 148g, giá của cần là 400.000. Giá cần là 400.000 nha. Nó trầy ở đây. Cái này thì nó chỉ trầy xứ phần sơn bên ngoài thôi mọi người, chứ còn nó không có bị ảnh hưởng trên phô nha. Phô nó không có bị nứt gì hết nha. Cái này là chuỗi lớp sơn này, sơn màu bạc người ta phủ lên, màu xám bạc ở bên ngoài như thế này ha. Rồi cái này em đã kiểm tra rất là kỹ. Rồi giá cái này 400. Tiếp tục em lên mã tiếp theo. Cây số 8 em có một cây cần lua mực EGI 2 khúc. Cái này cũng còn rất là mới đẹp. Phần gốc đây. Tay cầm cán hở nha. Cái này là phô carbon sắn như thế này. Còn đẹp lắm nha mọi người. Bách hãng. Cái này là quen bách hãng ạ. Đây. Dài là 2m4, dòng Direct EGI 802 nha. 2 khúc và dài 2m4. Còn đẹp lắm. Cái này thì nói chung tình trạng rất là mới. Phô sắn này. Phen cũng còn rất là sáng luôn ha. Và ngọn đây. Phô carbon sắn. Bu của cần đây ạ. Dài là 2m4. Và cái này cái phần ngọn cần đó, em đo được là 1.7 ly nhé. Sau cần lưu cái này thì độ cứng tương ứng tầm khoảng ML nha mọi người. Hai khúc như thế này. Trọng lượng của cần á 146g, giá là 550, mã cần số 8, giá 550.000. Cần lưu mực nhá, cần EGI. Tiếp theo mã số 9, số 9 thì em có một cây cần của Ryobi. Cây này thì còn rất là mới đẹp nhá, nguyên túi zin theo cần luôn. Đây ạ. Cây này là dạng cần Ikada rút ha, Ikada rút dài 3m. Phần chui của nó này, cây này là cần phần chui của nó có dạng chui đối trọng nhé. Đây này. Nó gồm 3 lóng rút dài là 3m. Đây cái phần chui khá đẹp mọi người. Chui rất là đẹp nhé. Nó lóng bên trong đây. Nó gồm 3 lóng tất cả thôi. Mới cứng kem. Phôi cần đây ạ. Mới lắm nha mọi người. Phen là kiểu phen dẫn nhỏ như này, giống như một cây cần tay máy phụ, hoặc là cũng có thể gọi là Ikada rút ha. Nó dài 3m, đủ phen. Và có nút ở đầu này, khoen đầu tiên của nó là khoen Furisic. Cái này hàng còn mới ken luôn. Còn nguyên túi cái này thiếu hộp thôi. 3m và 3 lóng này. Dòng cần hàng nội địa nha. Có cái chui khá là đẹp. Rồi mã này là mã số 9, 104g, dài 3m. Cái này có giá là 1 triệu ạ. Giá của cần là 1 triệu. Cái này để em vặn vào sau, mất thời gian. Tiếp theo em lên mã số 10 nha. Số 10 thì em có một cây cần lua nhé. Cây này dài. Cái lua này cũng dài nha mọi người. Hai khúc cần lua còn rất là mới luôn. Phần gốc này. Một cây cần lua máy đứng cán hở. Cán hở màu đen nha. Bát là nó là bát vặn như thế này. Bát vặn như thế này nha. Cái này thì khoen bát của nó là khoen bát hãng. Cây này là một cây cần carbon Mentor 9 xếp 9 feet 6 inch là 2m7, 2m88 nha mọi người, gần 2m9 đấy, gần 2m9 nha, và là cần 2 khúc màu đen mới cứng luôn nha. Cây này thông số của nó sẽ là tải mồi là từ 5 tới 28g nhé, và tải dây 6 tới 16lb nè. Cứng ML, 96ML nha, 2m, gần 2m9. Khoen của nó đây, khoen hãng. Lõi xứ xích rất là bóng đẹp nè. Khoen hãng, khoen bách hãng hết. Hiện tại thì em không có thấy trầy xước gì hết. Ở trên cần không có thấy trầy xước gì hết luôn. Đó. Khách tìm cần dài mình có thể tham khảo nhé. Trước về toàn cần ngắn không à. Cái này
gần 2m9, 2 khúc ạ, cứng ML. Đọt 2.2 ly. Đọt là 2.2 ly nhé, khoen mắt thẳng theo cần. Rất là mới luôn. Mã này số 10, trọng lượng 202 g. Giá của cần là 650 nghìn ạ. Giá 650. 650 nhé. Một cây của Mentor Chai Tâm gì đây nè. Đó. Giá 650. Tiếp tục em lên số 11. 11 là một cây hãng Quýt. Cái này cũng là dòng cần, đây ở trên cần người ta ghi là AGI luôn nha. Nó cũng là một cái dòng cần mực này, AGI luôn. Nó cũng có cái kiểu khoen đề ba ngược như thế này. Màu cây này có màu xanh khá là đẹp. Cây cần này là của hãng Quýt nha. Một cây cần hàng China xuất Nhật. Dài là 2m4, 2 khúc. Khoen bát Fury hết nha mọi người. Đây tổng thể đây ạ. Cái này thì nó cũng có vài những trầy sơ thôi. Dạng xước sát lông mèo thôi nha. Cán của nó là tay cầm cán xốp, mút xốp. Phá là bát Fury. Đây hãng Quýt nè. Bát vặn. Màu xanh. Cây này có màu xanh khá là đẹp. Satimaster AGI 862L nha. 8 feet 6 inch. 2m58 nha mọi người. 2m58 ạ. Ở đây thì cây này thông số nó sẽ để ở vỏ hộp. Mà cây này nó không có hộp nha. Nó chỉ để là 862L thôi. Cứng L nhé. Độ cứng L dài 2m58. AGI. Khoen của nó cũng là dạng khoen đề ba ngược. Khoen Fury. Thì ba đầu tiên là khoen Fury xích ha. Khoen Fury xích. Nó có bị tróc cái sơn đen ở chân khoen đây một xíu. Nó không phải rỉ sét nha mọi người. Nó tróc sơn màu đen thôi. Đó, khoen Fury nè. Và ngọn. Ngọn cần đây ạ. Khoen trên cần sẽ là khoen Fury. Fury loại xứ xám như thế này. Đấy mọi người có thể nhìn thấy. Nó bị tróc cái sơn màu đen chứ nó không phải bị rỉ sét nha mọi người. Đó. Mấy cái khoen trên đây thì ok. Đẹp. Trên đây là khoen một chân nhé. Không có khoen nào nứt vỡ hết. Bu là bu xích ha mọi người, là bu Fury xích. Đọt là 1.8 ly. Bu cần đây. Đó, nó cũng có bị tróc cái sơn đen ra đó, mọi người có thể xem kỹ nha. Đó, chứ còn khoen thì nó không có phải bị nứt mà bị tróc cái màu sơn đen ở trên cái khoen nha mọi người. Rồi tổng thể cần như thế này, mã 11, trọng lượng 170 g, cây này giá 800 ạ. Giá là 800. Khoen cây này thì cũng ok. Nói chung là kiểu dáng nó cũng khá là đẹp. Màu nó cũng lạ mắt lắm mọi người. Rồi em lên mã tiếp theo nhé. Đây là mã cần số 12. À 11. Em nhầm mã 11 nhé. Mã 12 này. Mã 12 em lên cây cần Daiwa. Cần lua 2m7 của Daiwa. Cây này như mới luôn mọi người nhé. Cây này là chỉ thiếu hộp đựng thôi. Còn túi vải. Túi vải của nó về là có Daiwa. Cây này thì hôm nay em sẽ sell ha. Sell phần gốc này. Tay cầm cán mút, phát của nó là phát vặn, phát Fury. Một cây cần của hãng Daiwa Lunix 90ML và 2m7 cứng ML. Daiwa Lunix hàng của Việt Nam xuất Nhật hàng hãng nha. Đó, thông số của nó đây ạ. À, lua là từ lua mồi từ 5 tới 25 g, tải dây là từ 6 tới 12 lb. PE của nó sẽ từ 0.6 tới 1.2 nhé. Có thông số mã code đầy đủ. Tem đây, tem xuất Nhật của nó đây. Hàng Daiwa nha, phôi đẹp lắm, phôi carbon sáng. Còn rất mới, khoen của nó cũng là khoen Fury. Cái này thì chỉ thiếu hộp thôi, còn túi nha. Còn túi hãng. Dài 2m7. Bu cần đẹp. Ngọn em đo 1.9 ly. 1.9 ly nhé. Cần của Daiwa dài 2m7, 2 khúc, độ cứng ML. Mã số 12, trọng lượng cây này 162 g. Giá là 1.3 triệu nhé. Giá là 1.300.000 ạ. Tiếp theo mã số 13 này. 13 thì một cây cần 2 khúc của Ryobi. Cây này thì có chiều dài 2m1 và độ cứng 30 nhé. 30 và 2m1 cần khúc. Phần tay cầm cán mút này.
Ryobi của Hàn Quốc, made in Korea. Bán là Fury, cây này cũng là dàn khoen Fury luôn nhé. Cứng 30 và 2m1. Khoen Fury loại đá xám. Dạ, tem nhãn đầy đủ. À, cây này thì đủ thông tin trên cần. Ngọn của cần đây, cần carbon nha mọi người. Dạ. Cái này cũng là đọt tháp sợi thủy tinh nhé. Bu cần đây. Đọt là 1 ly 9, cứng 30, chiều dài tương ứng 2m1. Trên cần có ghi rõ thông số nha. Khoen bát Fury còn cũng khá đẹp. Tổng thể đây ạ. Mã số 13, trọng lượng của cần 234g, giá là 700.000. Giá là 700.000, mã số 13. Mã 14 thì là một cây 2m, cây này 2m7, 2 ngọn nha. 2m7 có 2 ngọn ạ. Cây này là của hãng Alpha Tucker, chiều dài 2m7 có 2 ngọn này. Hai đọt cũng là đều hai đọt tháp sợi thủy tinh. Đây, một đoạn hai đọt này thì hai độ cứng khác nhau. Phần tay cầm đây ạ, chui nè. Cán nó mút xốp. Pad Fury FPS 22. Cây này thì nó có màu xanh như thế này ha. Dài 2m7 độ hai đọt, có trầy sơn này. Xứ sơn thôi nhá. Khoen Fury lõi dạ quang. Khoen Fury xứ xám có lõi dạ quang. Hai ngọn của cần đây ạ. Tất cả đều là cần carbon nhá. À, tất cả là đồng bộ kiểu khoen. À, đọt tháp này, đọt tháp sợi thủy tinh, đọt vàng là cứng nha, còn đọt đỏ là mềm. Thì đọt đỏ này thì tầm khoảng 30-50. Và đọt vàng này thì tầm 50-80 cứng hơn mọi người. 50-80 ạ, nó cong phần đầu ngọn thôi. Cái dòng này là ngọn tháp là nó sẽ có độ nảy ở cái phần tháp ngọn nha. Mã số 14, trọng lượng 296g. Giá của cần là 800 nha mọi người. 296g là em cân cả hai ngọn đấy mọi người, còn một ngọn thì nó sẽ nhẹ hơn. Cái này giá 800. 2m7 và hai ngọn. Tiếp theo số 15 này, 15 là một cây Ryobi. Thì cây này còn đẹp nhá, hàng về còn túi, còn túi zin. Hàng về còn túi zin này, cây này cũng còn mới lắm. 3 khúc dài 2m7. Phần chui đây. Chui này bẩn thôi. Tay cầm sẽ là cán xốp, cán mút. Này. Bát Fury nhá, bát vặn. Dài 2m7, dòng Ryobi Super Carbotech. Tem nhãn đầy đủ, dòng này thì góc nó không có khoen. Phô của nó là cọc bằng sắn như thế này. À, ngọn cần đây ạ. Carbon này, phô cọc bằng sắn, khoen Fury loại đá xám nhé. Cần còn rất là mới đẹp. Đọt tháp luôn. Cái dòng này đọt tháp nha. Bu của cần đây. Bu cần là bu Fury xích. Bu xích nha mọi người. Phô xoắn đẹp. Đọt cần ly 9 nha. Đọt 1 ly 9. Dài 2m7 3 khúc. Cứng tầm khoảng, cái này cứng tầm khoảng 50 nha mọi người. Cứng tầm khoảng 30-50. 2m7 3 khúc. Tổng thể đây ạ. Trọng lượng của cần này là 282g. Mã cần số 15. Giá 800.000. Mã cần số 15 giá là 800. Tiếp theo số 16 này. 16 là cây hạ tay. Cây cần, à không phải hạ tay, cần tay. Cây này là một cây cần tay dài, một cây của Tombo. Nó dài nhưng mà nó về nó bị dập lắp, dập lóng gốc rồi. Thì em đã bỏ gốc đi và em lấy các lóng bên trong đó, xuống lại nhé. Làm cái chui vặn của cần rồi đây. Có đầy đủ chui rồi nha. Cái này thì dài của nó sẽ là còn 6m5 nè. Độ cứng 4-5H. Thu gọn là 1m3, trọng lượng 240g và giá là 750 nha mọi người. Dài còn 6m5 thôi. 6m5 độ cứng 4-5H. Cây này nguyên bản của nó tầm khoảng 7m mấy á. Cái cây Tombo đó đó, mà cái gốc nó bị dập rồi mọi người. Phôi xoắn đẹp ha. Đây, bu nè. Bu xoay nhé. Rút ra rất là thẳng luôn. Đọt 1.7 ly. Đây phôi của cần đây. Carbon như thế này ha. Lóng 2 này. Lóng thứ 3 đây. Lóng thứ 3 đây. Ở đây nó có bị tróc cái sơn bóng.
lớp xương phủ bóng nhé. Các lóng còn ok nhé mọi người, bên trong các lóng còn khá là ok. Rồi dài của nó sẽ còn 6,5 m, 6,5 m nha. Độ cứng là 4-5 h, gì thu gọn là 1,3 m. Giá cây này 750, mã số 16, 750.000 ạ. Tiếp tục mã số 17, 17 là một cây Shimano. Cây này là cần tay máy phụ, cần tay máy phụ xuống cần tay. Chiều dài là 4,45 m, rút gọn 1 m nha, có 5 lóng tất cả này, cây Shimano phai carbon. Đây cây này phôi của nó xoắn cũng rất đẹp nhé. Cây này thì xuống cần tay rồi, có nút đầy đủ nè. Phần chui đây ạ. Cái phôi cây này cũng còn ok, sáng đẹp, em rút lóng cho mọi người xem. Cái này sẽ xoắn hai da từ lóng 2 ạ. Lóng 1 của nó là tháp Long Phụng ha. Tháp Long Phụng của cái dòng cần tay máy phụ thì cây nào nó cũng vậy hết. Đây phôi bên trong của nó đây. Phôi rất là dày nhé. Cái dòng Shimano Fire Carbon phôi đẹp. Và trọng lượng cũng rất là nhẹ. Cái này đầy đủ tem nhé. Cây này rút ra rất là thẳng. Nó cũng tầm khoảng 3,5 h tới 4 h đấy mọi người nhé. Đó, phôi rất là đẹp nhé. Xoắn những cái vết ở đây là cây cần tay máy phụ nguyên bản là nó sẽ có khoen á mọi người, có sẽ khoen nhỏ thì tháo ra thì nó sẽ để lại một vài cái dấu keo ở trên cái cần này. Thực ra cây này là về nó đã xuống cần tay rồi thì em mới xuống luôn mọi người, chứ còn mà còn khoen đầy đủ là để bán nguyên bản cần tay máy phụ luôn rồi. Nhưng mà người ta xuống người ta quấn keo rất là xấu, tháo keo cũng xấu lắm. Em làm lại rồi ha, có nút đầy đủ nè, đầu khoen thì đi chỉ đầy đủ rồi, chỉ có chưa gắn dây đầu vào thôi. Xoắn là so hai da từ lóng 2 như thế này. Cái này nhẹ lắm, 122 g, dài 4,4 m ạ, thu gọn 1 m, giá là 1 triệu nhé mọi người. Cứng khoảng 3,5 h 4 h, rút ra rất là thẳng, giá 1 triệu. Mã cần là mã số 17. Tiếp theo số 18 này. 18 thì em có là một cây cắm gốc nhé. Cắm gốc như thế này. Cây này thì có chiều dài là 2,1 m và cứng 50. Đây mọi người để ý cái dàn khoen của cây cần này, khoen rất là to. Đề ba này là phải Fury 40 mọi người nhé. Cây này thì bên em đã thay lại một cái dàn khoen khác rồi, vì khoen nguyên của cây này là nó về nó hư khoen hết rồi, nên là bên em đi chỉ khoen lại nhé. Và vô hẳn một cái bộ khoen Fury. Fury này là cũng là của một cây cần khác thì nó bị gãy mọi người, nên là vô cái bộ khoen cho cây cần này. Khách nào tìm cần, bữa hôm trước có rất là nhiều khách dặn tìm cần có khoen lớn này. Khoen này tôi khoen 40 lần mọi người. Đoạn này á là độc đặc nhá. Đoạn này là độc đặc nhá, người ta chỉ áo carbon bên ngoài thôi. Em đi chi tiết phần gốc cho mọi người xem. Cán hở Fast Fury. Lóng ngọn gốc nguyên bản của nó chỉ có thay khoen lại thôi mọi người. Thay khoen đi chỉ keo lại hết. 50 và 2,1 m nhé. Đó, khoen đầu tiên này. Dàn khoen rất là đã luôn. Dàn thứ hai đây ạ. Đi lại chỉ keo đầu bu đây. Bu của cần, bu Fury nhé. Cái này là đặt nguyên phần ngọn á, người ta chỉ áo cái lớp carbon da cuối phần gốc thôi. Khi cần bãi cái dòng này rất là nhiều. Đây phần ngọn này các bạn mọi người câu dít cũng ok nhé. Đây. Ném dồ này, những cây này thì cực kỳ ok luôn. Cắm gốc như thế này ha, trọng lượng là 408 g, cây này giá 900, mã cần số 18 nhé, giá là 900.000. Rồi mã 19 là cây cuối cùng. Cây cuối cùng thì em có một cây cần của hãng Tenjiu. Cây Tenjiu cây này đây ạ, cây này thì nó là chỉ một khúc thôi. Một cây cần hàng nội địa Nhật nhé. Đây thông số của cần này là 601 và Tenjiu Zip Bay này, 601 là 1,8 m. Tải của nó là từ 6 tới 10 OZ và 50 LB mọi người nhé. Đây thông số rất là lớn.
Dòng này là full carbon. Khoen của nó toàn bộ là dàn khoen xích, full xích hết. Và cây này thì nó có một cái đặc điểm là cái cán cái dòng này nó ngắn mọi người. Cây nào nó cũng vậy, cái dòng dòng cần biển, khoen biển này nè. Em không nói những cái dòng mà loại cần mà khoen khoen lua với lại là khoen dít là nó khác mọi người. Còn cây này là dòng cần cho một câu đáy, câu máy điện á, câu đáy á, là cái dòng này thì thường người ta thiết kế cái phần cán nó hơi ngắn như thế này, em cũng không hiểu lý do. Đấy thì đó, cán nguyên bản của nó nha. Ở đây thì nó sẽ có một cái chụp nhựa ở đây nữa nè, chụp xu ở đây nữa nè, nhưng mà cây này về thì nó rớt cái chụp xu đó rồi. Và cái phần mút xốp ở đây nó hơi xấu một xíu. Đó, tác vặn nhá, logo của cần đây. Cán ở trên đây, cái khúc trên này thì nó dài mà từ cái khúc bắt máy cho tới cái phần chui thì nó hơi ngắn. Mình xem kỹ rồi mình chốt giúp em nha. Dàn khoen thì tất cả khoen xích như thế này đây. Khoen không có lỗi lầm gì hết. Khoen đẹp nhá, đầu bu cũng là bồ xích luôn. Khá là cứng. 50 lb nhá. 4 ly 2. Độ cứng phần đọt là 4 ly 2 nha. À, độ lớn phần đọt là 4 ly 2. Cây này sẽ có giá là 2 triệu nha mọi người. Rất cứng luôn. Giá 2 triệu ạ. Một khúc chiều dài là 1m8. Giá là 2 triệu. Rồi em vừa giới thiệu với mọi người lô bao gồm là 19 mã cần nha. Mọi người có nhu cầu đặt hàng, gọi giúp em qua số điện thoại 0932 455 407 hoặc nhắn qua Zalo giúp em để chốt đơn nha. Cảm ơn ạ. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người.